Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, công an các địa phương liên tiếp phát hiện và triệt phá các băng nhóm, cá nhân lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với cái số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng dường như không còn quá mới, nhưng mà vẫn có rất nhiều người sập bẫy từ việc tạo niềm tin với các nạn nhân bằng cuộc sống rất là xa hoa, giàu sang với khối tài sản khủng của bản thân tới việc vẽ ra các dự án làm ăn với lợi nhuận rất cao và rủ những người này góp vốn vào, đánh vào lòng tham đã khiến nhiều người dân dù có học thức trình độ cao vẫn tự bình xa bẫy. Vụ việc công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra vụ việc Phùng Thị Nghệ 36 tuổi đã lừa được nhiều người từ Bắc vào Nam với số tiền lên đến là 650 tỷ đồng. Một lần nữa khiến dư luận rúng động giật mình. Câu hỏi, tại sao người Việt lại dễ dàng cả tin và mắc lừa đến như vậy? Để cùng bàn luận về nội dung này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học và xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Vâng, trước tiên thì trở lại với nội dung mà chúng tôi đã vừa đề cập dẫn đề ở phần đầu chương trình. Vậy thì Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình đánh giá như thế nào về những cái thủ đoạn này tạo niềm tin để đánh vào lòng tham và các đối tượng lừa đảo hay sử dụng để chiếm đoạt tài sản? Tất cả những cái thủ đoạn tạo lòng tin này, đánh vào lòng tham này, à, tạo dựng ra cái vỏ bọc, tạo dựng ra sự xa hoa lộng lẫy, à, có cả dàn à, siêu xe, cũng như cái cơ ngơi hoành tráng và đưa ra những cái điều kiện để cho các cái con mồi người ta được tiếp cận mình từng đoạn, từng khúc chứ không phải tổng thể và thậm chí để cho người ta tương tác với nhau một cách gián tiếp để để lại cũng gián tiếp khoe khoang cái sự giàu sang, có tính cách rất là lớn, rất là hoành tráng, rất thậm chí rất bền vững như vậy thì để củng cố cái lòng tin của họ. Và và như cốt lõi đằng sau tất cả những đấy. Đó tôi cho là đấy là những thủ đoạn rất liều lĩnh bởi vì lừa đảo một cái lượng tiền lớn như vậy mà à, một cái một cái số lượng người lớn bị lớn những người bị lừa đảo từ Thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Bắc như vậy đấy là những thủ đoạn vừa liều lĩnh mà vừa tinh vi và rất là rất là là là, là, là chịu chơi rất là khủng và nhưng cốt lõi đằng sau đấy vẫn là cái câu chuyện đánh vào lòng tham của mọi người dạ. vâng chúng ta hãy nói về cái câu chuyện là có một đối tượng là thông qua hai lần huy động tiền để gọi là để mua những lô hàng xăng dầu có lời lớn đến mức mà cái người ta chỉ đóng góp có 56 56 tỷ thôi và. thì lại đưa lại cho cái số tiền lợi nhuận ban đầu là 23,6 tỷ thì như vậy lãi khủng quá và như vậy càng kích thích người ta tham gia những cái cuộc huy động khác đặc à. biệt là khi đối tượng Phùng Thị Nghệ này lại đổi chiêu trò từ cái việc là hôn vốn để để kinh doanh làm ăn thì dẫn đến là thành lập các cái pháp nhân mới với tính chất rất là đột phá, rất là mới mẻ, rất là táo bạo. Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy các cái miếng bánh vẽ mà đầy những cái đường mật như này không phải là một cái điều gì quá là mới. Từ cuộc sống sao hoa đến những cái dự án thậm chí ở trên trời mang lại tỷ suất lợi nhuận rất là cao. À, chúng ta vẫn nhìn thấy những bài học nhãn tiền rồi. Và nhưng mà câu hỏi là tại sao vẫn có rất nhiều người mắc bẫy và sẵn sàng chi một cái số tiền thậm chí là tích góp cả một cái 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 đời người thậm chí là hàng chục tỷ đồng để mà cho đối tượng lừa đảo với con số quá khủng 650 tỷ đồng, nó là một ví dụ không ạ? Tại sao ạ? Vâng, thì chúng ta có thể thấy các cái uh, uh, gọi là các cái con tội con nợ của cái đối tượng này ấy, thì rõ ràng là bị lừa đảo đến mức cùng cực. Có những người có tiền uh, và trên cơ sở có tiền đấy thì còn đi vay mượn thậm chí bị lừa cả thêm người khác nữa để lấy ra cái số dấn vốn lớn để góp khùng để hy vọng là có cái, cái lãi lớn hơn nữa như vậy cốt lõi đằng sau đó vẫn là cái lòng tham làm sao để nhanh nhất có được cái số lượng tiền khủng vậy thì uh, chúng ta có thể ngạc nhiên rằng là thủ đoạn thì không hề mới nhưng mà có thể lặp đi lặp lại tái diễn nhưng như trên chúng tôi đã nói là nó vừa liều lĩnh uh, vừa tinh tế bởi vì để cho các cái đối tượng bị lừa đấy còn tương tác với nhau một cách gián ừ. tiếp qua không gian mạng qua các chứng lý qua các hình ảnh đến thăm công ty đến thăm tập đoàn vân vân tức là tạo hình ảnh tạo hình ảnh là một chuyện nhưng còn đưa lại một cái lòng tin và một cái lòng tin giống như là một cái sự một canh bạc mạnh mẽ dám đầu tư lớn sẽ có lời lớn như vậy cốt lõi đằng sau đấy vẫn là cái câu chuyện là là hy vọng bật lên nhanh có được số tiền lớn và ừ, chúng vâng. ta có thể nói là người việt ngày nay tại sao là như thế có lẽ bởi vì hiện nay trong xã hội chúng ta trong cộng đồng chúng ta có nhiều cái nó cũng vẫn mong manh lắm giữa việc làm ăn thắng lợi với cái chuyện làm ăn không thắng lợi Đấy. hay là thất bát ở đâu đó nó đôi khi chỉ cách nhau gang tấc và trong bối cảnh đó khi con người ta tham người ta sẵn sàng dấn thân giống như một cái cú liều vâng nhưng vâng. câu chuyện ở đây là nếu mà để mà gọi là lừa đảo người dân thì câu chuyện rất là dễ dàng nhưng ở đây những cái tầng lớp như là tri thức thậm chí là những con buôn rất là sành sỏi mà vẫn rơi vào một cái trạng thái bị lừa đảo như vậy thậm chí là theo cái cái miếng bánh mà đối tượng Phùng Thị Nghệ vẽ ra là thành lập cả một cái ngân hàng ngoại hối để mà lừa đảo nạn nhân nữa rõ ràng là nhìn vào cái điều đấy thì chắc hẳn là những cái người mà có tri thức lớn học thức sẽ hiểu được là a à, đây có lẽ là một cái sự rủi ro rất là lớn đúng không ạ nhưng mà họ vẫn tham gia vào điều này chúng ta sẽ lý giải như thế nào? Có dưới góc độ của tâm lý. Chúng ta có thể thấy rằng là như vậy tức là người ta đã chấp nhận cái sự rủi ro, sự ăn vay và rủi ro, uh, rủi ro rình rập nhưng mà thắng lợi cũng là tiềm tàng cũng à. rất là lớn. Cho nên đây cũng giống như những người chơi bạc, uh, cái kẻ cầm cái đã chủ trương ngay từ đầu nhưng những con bạc thì hoặc là khát nước hoặc được vẫy gọi bởi cái số tiền lời khủng khiếp bởi cái số thành công vang dội thì người ta chấp nhận cả cái à, và chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng cái người uh, nhiều chữ nghĩa uh, là trí thức đầy mình nhưng vẫn có thể xa hầm sẻ hang bởi lẽ chúng ta nên nói rằng là uh, cũng không phải những người đó đã sẵn sẵn nhiều tiền của và người ta cũng mong muốn có được một cái tham gia một cuộc chơi như vậy có thể hy vọng là có được cái gặt thái rất là nhanh chóng có thể đi tắt uh, đi tắt đón đầu trong khi suốt cả một đời có khi người ta không chưa lần nào dám chấp nhận một cuộc chơi liều lĩnh như vậy. Cho nên ở đây nó có yếu tố người ta chấp nhận sự may rồi, cũng giống như đã bị lừa đảo một cách tuyệt đối. Cháu có thể nói được như vậy, bởi vì uh, đối tượng lừa đảo đây là có thể là tô vẽ rồi theo dệt cái mối quan hệ và chúng ta nên nhớ là có cả một lộ trình, có cả một chương trình dài hơi, tức là từ buôn uh, bán mua lại những lô hàng xăng uh, dầu. Ờ, được được lời giá cao, dần dần tiến đến tô vẽ ra đưa những dự án khủng và tiếc thay tôi có thể nói là những dự án đó đôi khi là vô lý bởi lẽ như chúng ta đã thấy rằng là quản lý ngoại hối thì vẫn là nhà nước ờ, nhà nước chứ chưa phải là giao cho tư nhân ấy thế nhưng mà các vị đã nghe cái lời tô vẽ ngon ngọt của ông Thí Nghệ nên người ta cũng nghĩ rằng là đây là nhân vật có thể là đột khởi làm được những điều siêu việt, làm những điều độc đáo thì có thể là cũng dẫn mình vào cuộc chơi. Vâng. Và cái cốt lõi ở đây, cái tiếng nhắc nhở bên trong vẫn là cái câu chuyện làm sao có được lời lợi nhanh nhất, phát triển tốt nhất. Dạ. Và... Làm tôi lập tức nhớ đến câu chuyện may hơn khôn, nhưng mà rõ ràng ở đây là không may rồi. Không dạ, may như... là bởi vì là đã bị vào chồng và đã bị thậm chí là bị mất tiền rồi câu chuyện ở đây là khi mà rơi vào trường hợp này thì chúng ta có thể lấy lại tiền đã bị lừa hay không ạ? ở đây chúng ta cần phải phân biệt rõ tức là những cái hợp đồng trao gửi tín nhiệm tiền bạc cho nhau hay là cái hoạt động được đứng tên bởi những cái chiêu bài trao đổi dây bán thịt chó thậm chí là lừa đảo như cái 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 cái, cái, cái tội danh bị khởi tố sau cùng là lừa đảo dạ. còn trước đó chỉ là lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt còn cái phần có cái phần là mang tính cách là dân sự, tiền bạc trao nhau là những cái hình thức trao đổi dân sự, vậy thì cũng phải thanh toán lại bằng theo cổ đường dân sự. Nhưng mà đối tượng ở đây đã bị truy tố về một tội danh hình sự, vậy thì chắc chắn là phải chờ cái sự phán xử của luật án à, của của luật luật pháp khi mà đã thành án cái đối tượng này à, thì sẽ phải đi kèm theo cái câu chuyện là phải bị phạt, bị uh, bị trả lại tiền à, vân 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 có nghĩa rằng là người ta có thể đưa tiền cho nhau một cách dễ dàng thoải mái nhưng lấy ra lại phải theo quy trình theo luật định chắc chắn là không phải dễ dàng vâng. chắc chắn như thế và tiếc thay đấy là câu chuyện có thật và đấy lại là logic có thật của câu chuyện này vậy thì rõ ràng là sau những cái bài học về lừa đảo từ bắc đến nam rồi nhiều người cũng cho rằng là à, có vẻ như là cái pháp luật của chúng ta vẫn còn những cái kẽ hở nào đó để các cái đối tượng lợi dụng vào đó để mà biến để mà có thể chiếm đoạt một số tiền khủng như vậy phải không ạ đứng dưới góc độ này thì không biết là phó dự tiến sĩ trịnh văn bình có những phân tích như thế nào thực ra luật pháp uh, uh, thì uh, khi bị thiếu hụt khi bị chưa, chưa thật đầy đủ thì sẽ có chuyện bổ sung uh, căn cứ trên cái sự phát triển của thực tiễn để luật pháp có hình thức uh, để lấp đầy tất cả những khoảng trống nào đó đấy à. chúng ta nói về mặt lý thuyết nhưng mà ở đây thì chúng, chúng tôi xin mạnh dạn nói rằng là không phải luật pháp không dè chừng những cái câu chuyện đó nhưng ở đây con người ta đã chính bản thân những nạn nhân cũng đã bỏ qua những cái rào cản những lời cảnh tỉnh nhất định nào đó để đi đến với kẻ lừa đảo à, chúng tôi vẫn nói rằng là không dễ gì để thành lập được một cái ngân hàng ngoại hối như thế ừ. à, đứng tên tư nhân trong một khoảng thời gian như thế như vậy như trên chúng ta đã nói là người ta chấp nhận cái chuyện ăn may vâng. à, xông vào một cái gì đó may rủi để hy vọng À, có được phần thưởng phần, phần thưởng lớn hơn vân vân vân. Tiếc thay ở đây những cái logic bình thường của cuộc sống những người đó đã không đếm xỉa đến vâng. à, thì như vậy họ phải trả giá. Đây là bài học à, chắc chắn không phải chỉ dành cho năm sáu bảy tám những cái đối tác ở đây. Vâng à, rõ ràng là chúng ta nhìn thấy trong bối cảnh càng khó khăn thì lại xuất hiện càng nhiều hơn những cái đối tượng mà đưa ra những cái thủ đoạn để mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Chúng ta nhìn thấy dịch Covid-19 càng kéo dài càng căng thẳng thì lại là một trong những cái, cái kẽ hở để các đối tượng đưa những cái miếng bánh tô vẽ nó trở thành những cái miếng mồi rất là thơm để mà dụ dỗ người dân tham gia vào các cái cái, cái, cái kiểu dự án mà mang tính chất như vậy. Vậy thì không biết là để đối phó với cái vấn nạn này thì người dân cần phải chú ý điều gì? chúng tôi nghĩ rằng là người dân trong bất cứ trường hợp nào thì đều, đều phải chú ý đến cái tính logic của vấn đề à, không thể nào có cái chuyện à, câu chuyện nó dễ dàng như thế à, bây giờ đã, đã qua rồi cái thời tranh tối tranh sáng nhá nhem luật pháp nó trả ra đâu vào đâu cả để rồi có thể là đục nước béo cò à, làm ăn được những cái chiêu trò nào đó à, thổi lên trong một sớm một chiều có thể làm nên một cái điều gì đó trên cơ sở những cái sự thậm chí vô lý à, chúng ta có thể giật mình về việc vị logic của vấn đề là không có logic gì cả. Vậy mà người ta vẫn dấn thân vào cuộc chơi, cho nên là đây nói hơi tàn nhẫn một chút là người ta bị trừng phạt. Cái trừng phạt đấy sẽ là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những người khác à, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta đang đứng trước rất nhiều ở những cái vấn đề phức tạp, bộn bề của đời sống, đặc biệt là trong cái bối, bối cảnh trong cái bức tranh sau covid này thì cái nhu cầu làm ăn nhu cầu tăng trưởng nhu cầu phát triển của mọi người mọi nhà đều đang tăng dần lên đều bị hối thúc và đừng để cho cái động cơ cái sự hối thúc đó nó dồn nén mình để mình bỏ quên vâng. đi à, tất cả những cái, những khúc mắc của đời sống để rồi không phát hiện ra cái cái những, những cái, cái lỗ hồng những, lỗ hồng, những cái gì nó phi logic ở đời vâng. vẫn lừa đảo mình Rõ ràng là qua những phân tích của phó giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình chúng ta cũng đã nêu lên những cái lời cảnh tỉnh và mong rằng đây là những cái bài học rất là thực tế để quý vị hãy cùng cảnh giác với những cái thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo. Tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.